Sau bao ngày xách vali đi ăn cơm ngoài thì bữa nay thèm cơm chị đẹp dễ sợ. Ủa, vậy là số phận đẩy đưa mình lại ra ngoài ăn cơm thôi. Mà được cái chỗ mình ăn cơm có mấy món nướng trên đá bì nên lỡ kêu Sương Sương cái bạn này. Bởi vậy mới khoái ra ngoài ăn chứ. Đúng là một bữa ăn cơm đơn sơ đạm bạc mà. Nói chứ hơi bị ghiền cái phần cơm thịt bò ở đây á. Cái sốt ở đây chan vô cơm ăn dính lắm nha. Thịt bò thơm mềm thêm miếng trứng béo béo nữa. Nhưng thật ra này mới là món chính nha. Nhớ đợt trước ăn bò nướng trên đá bì mà ghiền luôn á. Bữa nay còn có thêm nhiều sốt, nhất là cái sốt kem béo này nè. Mà nướng trên bên thép kiểu vậy sẽ giữ nguyên độ mềm mịn và hương thơm của thịt bò, làm cho miếng thịt chín đều bên trong còn mọng, nước không có bị khô. Mà khoái cái là có quá trời sốt chấm đã luôn. Chẳng hạn như là sốt trứng muối mặn mặn bèo bèo, hay là sốt tiêu đen cây nồng ấm mà thơm là thơm. Nói chung là mỗi lần ăn bò nướng bì ở ORB Real là đều khoái miếng thịt bò chất lượng thơm mà. Nhưng mà nói chứ chủ yếu là đi ăn cơm thôi á. Mà để đẩy thêm dĩa xà lách chua chua ngọt ngọt. Nói chung là lâu lâu chị đẹp không nấu cơm phải đi ăn ở ngoài vậy thì cũng hơi khoái á. Mà mấy miếng bò này ngay phần sườn còn có gân dai dai rồi lớp mỡ béo béo nữa. Mà tại khoái quá nên mình đẩy thêm phần thịt heo chiên xù cho nó no. Chứ thật ra là món này ăn cũng dính nha. Mà mới phát hiện ra cái miếng thịt heo chiên xù này mà chấm sốt trứng muối ăn hơi bị ngon luôn á. Còn không thì đẩy qua sốt kem vừa thơm vừa béo. Cắn vô ta nói nó giòn rụm nhai đã cái miệng luôn. Mà chỗ ngồi đây nhìn cũng rộng rãi thoải mái lắm nha. Đặc biệt là ăn nướng bi thì không có bị khói nhiều. Bởi dù có chạy xuống quận 7 mà được ăn cơm ngon kiểu vậy thì chạy hoài cũng được.